Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2016. Thưa các vị, hôm nay chúng ta sẽ học đến pháp hành thứ 32 của 37 pháp Bồ Tát Đạo. Mình đọc cho các vị nghe. Nếu vì sự thôi thúc của phiền não mà ta vạch lỗi lầm của người khác, thì chính ta tự hại mình. Bởi vậy, đừng khơi dậy lỗi lầm của hành giả khác. Đấy là pháp hành của Bồ Tát Đạo. Thưa các vị, đây là một pháp thực tập, nó rất là cụ thể trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Đa phần đời sống chúng ta có một cái bệnh rất là quen, đó là mình thích phê bình, thích phán xét, thích nói xấu người, thích bươi móc lỗi của người. Và chừng như đây là một loại tâm bệnh của chúng ta. Và cái vụng về của chúng ta đó là đời sống này một cái chiều dài tuổi thọ mình nó không có làm bao nhiêu. Thế mà mình tiêu phí trong cái việc vớ vẩn này, thế thì nó rất là tội nghiệp cho mình. Các vị hình dung rằng loay hoay là mất một năm. Ví dụ như hôm nay là tháng 11 rồi, và cái vèo chúng ta học chừng vài kỳ nữa là qua một tuổi mới. Đời sống thì nó không có kéo dài thêm để cho các vị sống, mà nó càng ngày nó càng thu ngắn lại. Thế mà ta lại sử dụng một đời quý báu của mình trong những cái chuyện rất là vụng về. Mình phê bình, mình phán xét, mình bươi móc lỗi người, mình nói xấu người. Cái điều này nó không lợi ích cho chính tự thân ta, mà có khi nó lại gây rất là nhiều thiệt thòi cho đời sống chúng ta hiện tại. Nếu nhìn cho kỹ thì thưa các vị, đời sống chúng ta nó có hai hướng. Một cái hướng là phát triển đời sống tích cực để làm cho mình giàu có, thăng hoa, an lạc, hạnh phúc. Một cái hướng đó là mình sống buông trôi để cuộc đời mình ngay bây giờ nó chìm trong cái phiền não. Và nó nhận chìm không phải một kiếp này mà có khi rất là nhiều kiếp. Và thông thường hai hướng này thì một hướng thì khó đi, một hướng thì dễ đi nha. Hướng khó đi là hướng mình tập làm quen với những thánh hạnh, tập sống đời sống bao dung và độ lượng. Còn hướng mà dễ đi là nó là cái hướng là phê bình, phán xét, là cái hướng bươi móc lỗi người, nói xấu người, nhìn là phê phán người, tức là tâm lượng của mình nó rất là chật chội, luôn đầy dẫy những cái khó chịu, bất an. Thông thường nếu mình có tu thì cái điều này nó tự nhiên phải rớt xuống thôi. Còn nếu mình mà đến với đạo, mình học đạo mà mình không có thay đổi đời mình, thì thưa các vị, dường như là mình càng ngày càng lây quay trong cái chuyện buồn, giận, ghét, thương. Và nhìn sâu hơn nữa, thưa các vị, người ta trẻ tuổi thì cho phép họ lấy quay trong cái chuyện này tha được, tại vì đời sống họ còn dài. Tương lai họ có thể nghĩ rằng là họ có được 5-70 năm trong cuộc sống, thì thôi thì tha hồ đó mà chọn cái con đường rất là khúc khuỷu, chọn cái con đường phê bình, phán xét và trêu chọc, gây hấn với người, hoặc là nói xấu người, thôi thì chuyện đó tha cho. Thế nhưng mà nếu chúng ta lớn tuổi rồi, trên 40 tuổi, thì thưa các vị, đoạn đường rất ngắn này. Đó là mình gia hạn thêm 10 năm, chứ còn người xưa tam thập nhi lập nha, 30 tuổi rồi. Vụng về và sai phạm có thể hủy phá đời mình, có thể đốt đời mình từng ngày không thương tiếc. Thì cho anh ở cái tuổi 30 trở lui thôi nha. Trên 30 rồi phải đủ đứng đắn, đủ trưởng thành, đủ thông minh, thương đời sống mình chứ không có vi phạm đời mình trong những chuyện rất là
Nó là vớ vẩn như vậy. Thì các vị hình dung rằng 40 tuổi thì nó mòn thêm, 50 tuổi mòn thêm, 60 tuổi thì gần kề, 70 tuổi thì thưa các vị, ngày tháng còn bao nhiêu? 80 tuổi nữa thì tính từng ngày rồi đó chứ. Ấy vậy mà ta lại không có bỏ được cái tâm nó tràn đầy tiêu cực bên trong để có thể sống một đời sống an lạc hài hòa. Và thế thì rất là vụng. Và cái điều tội nghiệp thứ nữa là thưa các vị, đó là khi lòng mình mà tràn đầy những cái phiền muộn hoặc là ô uế và mình nhìn ngắm người bằng cái tâm thức như vậy thì nó lại không có tạo cái điều gì lợi ích cho chính tự thân mà nó lại chuốc thêm phiền muộn cho chính các vị. Và mỗi một ngày mà mình cứ gặp người mình phê bình phán xét, mình bươi móc lỗi của người như vậy thì mình dìm đời mình rất là tội nghiệp và mất đi một kiếp người rồi thì không có hy vọng kiếm lại một hình hài mới. Ngay trong hiện thời sống đời sống như vậy thì tự mình đã chôn vùi đời mình rồi, làm đời mình bất hạnh, bất hạnh lây đến những người xung quanh. Do vậy cho nên thưa các vị, ta hãy cẩn trọng đối với pháp hành này. Tại vì pháp hành này nó gần chúng ta lắm, nó không phải là cái chuyện gì cao xa. Các vị mở miệng, các vị hướng mắt nhìn, các vị cất tay động chân thì có thể một là đi về cái hướng tích cực để nuôi dưỡng mình, hai là đi về cái hướng tiêu cực để hủy phá đời mình. Và do vì nó quá gần cho nên chúng ta không có khả năng cẩn trọng khi chúng ta nói năng, khi chúng ta nghĩ suy. Và thông thường chúng ta chọn con đường rất dễ đi, đó là con đường gì? Theo nghiệp thức để buồn, để giận, để ghét, để thương, để tạo thành một cái tập khí rất ư là trần lao để mình sinh sinh tử tử thôi. Còn con đường khó đi hơn và nó làm thăng hoa đời sống, đó là mở rộng tâm thức mênh mông, nhìn không phê bình, không phán xét. Nếu có những cái bất trắc của cuộc đời nó đến với mình thì mình luôn thấy mình có lỗi chứ không thấy người. Thông thường chúng ta không làm điều này. Có việc gì nó tổn hại đến ta, lâm vô cái khó khăn trên cái sinh hoạt đời sống chúng ta thì chúng ta nhìn quanh, chúng ta kiếm người, chúng ta đổ vạ vào họ. Dường như đây là bệnh chung mà. Mình không thấy lỗi mình, không thấy cái vụng về của mình, hoặc là thậm chí không thấy mình ít phước, cho nên cái việc của mình làm nó nhiều trở ngại. Nếu các vị có một cái nhìn hoặc có một chút năng lực tu thì chuyện này mình phải tự củng cố thôi, không có thần linh nào bên cạnh giúp các vị, cũng chẳng có bậc thiện tri thức nào bên lưng ta để dạy ta hoài điều này. Mỗi một ngày các vị tiếp xúc biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu việc, các vị phải tự thông minh làm cho mình thăng hoa thôi. Nếu không có tự mình làm được điều này thì các vị, mình nén đời sống mình vào vòng giải vô thường nhanh lắm, biến mất, kiếm nào cũng được. Thế là đi vô cái chủ đề này cũng rất là hay. Mình lấy cái chủ đề của bài học đó là sống độ lượng và bao dung. Các vị hãy tập sống như thế này. Pháp hành 32 phải không? Ý đầu tiên mình muốn thưa với nhau đó là mọi phát sinh từ cái nguồn tâm thức phiền não nghe. Và cái chủ đề này nó có những ý như thế này. Điều thứ nhất là các vị lưu ý là cái thói quen chỉ trích, cái thói quen của chúng ta nhận diện cái điều này cho được. Một là chỉ trích, hai là phê phán, phải không? Ba là chi? Ba là vạch, vạch xấu của người. Và thưa các vị, gọi là thói quen là do vì nó từ cái nguồn này đây, cái nguồn tâm thức mà mình cất chứa rất là nhiều phiền não, cho nên nó tạo thành một loại tập khí nha. Có những người có thói quen họ không có làm như vậy,
không có phê bình, không có phán xét, không có mỗi việc chi thất bại thì họ đổ thừa người, không có, họ đều quy trách nhiệm cho tự thân họ. Trong cuộc sống bình thường này, các vị để ý có những người họ có thói quen là khi họ có lâm vô cái tình trạng khó khăn chi thì họ nhìn quanh họ kiếm người đổ hoài, tại người này, tại người này, tại người này, không hề thấy cái vụng về do họ làm đó. Ai mà có một cái thói quen là khi có bất cứ một thất bại gì, một tổn thương gì nơi tự thân, họ đều thấy mình là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều này. Thế thì người đó đã có cái chủ nhân tu rất là lâu mới làm được điều này. Thế thông thường chúng ta đều có cái bệnh rất giống nhau đó. Bất cứ điều gì xảy ra cho ta, ta đều kiếm người để đổ tội vạ. Không thấy chuyện đó do chính mình. Cao nhất là cái vụng về của mình, cách cư xử của mình. Sâu hơn đó là do nghiệp thức của mình trong quá khứ. Và nếu người ta có được cái nhìn như thế này thì họ, thưa các vị, không có dễ đổ vỡ những cái công trình trong đời sống của họ. Ở nhân gian, ở trong trong đạo cũng vậy nghe. Họ đều thấy tự mình có trách nhiệm. Điều thứ hai, với hạng người như thế này thì họ giải nghiệp chứ không chuốc thân nghiệp. Họ biết rằng mọi việc do chính họ. Cho nên họ tự củng cố bản thân, họ thay đổi cái nhìn, thay đổi cách nghĩ suy, thay đổi cái cách cư xử của họ. Thế thì họ giải nghiệp. Và tiến trên con đường này thì càng ngày đời sống họ nó càng sáng hơn, làm việc thành công hơn. Thưa các vị, những quốc gia mà có một cái nền văn hóa hơi cao một chút, thế thì họ đều làm cái điều này, đi vào con đường này. Các vị nhìn những cơ sở của Mỹ, kinh doanh của nó, có bất cứ một khách hàng nào phàn nàn đó thì cái việc đầu tiên nó làm, tôi xin lỗi anh. Đặt cái trúng thì không cần thiết, nhưng mà xin lỗi người ta trước. Rồi nó mới nhìn lại công trình của nó, nhân viên của nó, sản phẩm của nó có hoàn thiện hay không. Nếu chưa hoàn thiện thì nó cũng có lại. Và nếu có lỡ mà có những sản phẩm rất là vụng về hoặc là chưa đạt tiêu chuẩn thì nó bắt đầu nó thu hồi về, dù lỗ mấy nó cũng thu hồi về, bắt đầu là làm lại, bắt đầu làm lại. Còn những quốc gia, thưa các vị, cái nền văn hóa nó còn rất thấp thì nó không bao giờ chịu trách nhiệm về những sản phẩm của nó, dù khách hàng có phàn nàn mấy đi nữa, nó tìm mọi cách chống chế, tìm mọi cách khỏa lấp. Thì các vị nhìn ở cái diện rộng xã hội, các vị nhìn lại tự thân nó là vậy nghe. Cái này rất thực tiễn nghe. Cho nên bất cứ một việc gì nó đến với ta mà đổ vỡ, mà thất bại, mà gây phản ứng rất là khó chịu cho chính ta, thì cái việc đầu tiên ta phải nhìn đó là ta nên có trách nhiệm với việc này. Ta phải đổi thay chính ta thôi. Còn nếu ta kiểm soát rằng là dường như cái này không phải do chính mình, mà do những tác nhân bên ngoài làm thành, do họ căm ghét, họ thù giận, thì thưa các vị, không dính chi ta để buồn phiền trách cứ ai cả. Nghĩ rằng là mọi người họ chịu trách nhiệm về nghiệp của họ thôi, không cần thiết mình phải phân bua, mình phải phê bình, phải chỉ trích, phải thị phê, không cần như vậy. Đó là thái độ của người Phật tử biết tu đó. Và nếu mình không biết tu thì thưa các vị, mình sừng sổ với người, đôi chỗ với người, kiếm người để thanh minh thanh ngang. Cho nên thưa các vị, hãy nhận diện rằng là cái thói quen của tâm phàm đi vô chiều hướng này đây. Một là chỉ trích, hai là phê bình, ba là tìm cách nói xấu sau lưng người ta nghe. Mình chưa tu tập nhiều nhưng mà hứa với lòng rằng không bao giờ nói xấu trong tương lai hết. Dù một lời cũng không nói xấu. Dù nói với người rất thân của mình cũng đừng nói nữa. Tại sao vậy? Thưa các vị, lời ra là các vị không có cách, cách chi các vị làm cho nó dừng lại được hết. Nói với một người rất thân nó nói với người rất thân khác. Rồi cứ thế, thì thưa các vị, nó nhân ra nhanh lắm. Cho nên nếu phải nói về bất cứ ai thì nên nói những lời khen ngợi, lời
hàn gắn, lời kính trọng, lời dễ thương, cho mày nói xấu một lời, và nên nói xấu ngay trước mặt, đừng bao giờ nói xấu sau lưng. Thử làm một việc rất ư là quân tử như thế này, rồi thì thật người có tu phải làm như vậy thôi. Và khi các vị có gan nói xấu trước mặt thì cái lời của các vị nó không phải xuất phát từ những tâm hành này nhé, từ chỉ trích, từ phê phán, từ muốn bôi móc của người ta mà muốn xây dựng cho nên nói trước mặt. Mà khi các vị nói được trước mặt thì thưa các vị, rõ ràng là ngôn ngữ các vị cẩn trọng, các vị không có thêm vô những cái điều không có. Và nếu phải nói tốt người ta thì nên nói sau lưng, nếu nói xấu thì nên nói trước mặt. Đây là nguyên tắc sống. Tại sao nên nói tốt sau lưng? Mình không hậu ý gì hết, cho nên khen ngợi ta sau lưng rất tốt. Còn mình khen ngợi trước mặt là thưa các vị, vì lịch sự, vì lấy lòng, vì muốn mượn tiền người ta đó, cho nên mới nói tốt đó chứ. Mà không thì mắc gì nói tốt chứ. Cho nên nên nói tốt sau lưng, mà nên nói xấu ngay trước mặt. Đây là phong cách cư xử của một người có tu nghe. Thông thường chúng ta lại không làm được điều này, rất là vụng. Điều thứ hai đó là sở dĩ người ta có thói quen như vậy là do vì cái nội lực của người ta. Điều thứ hai là thiếu gì, thiếu hiểu biết. Thứ hai là không có bản lĩnh. Thực ra thì người ta không hiểu biết tỏ tường, không có bản lĩnh. Thứ tư là nếu thiếu sự tu tập ta mới làm điều này, tức là mới nói xấu người, bươi móc lỗi người và phê bình phán xét sau lưng người. Người thực sự có trình độ tri thức một cách nhất định thì họ không làm điều đó nghe. Còn người mà thưa các vị, cái trình độ tri thức họ chưa đạt đến chiều cao thì họ thích nói xấu người, thích bươi móc người, thích nó lén và tìm mọi cách để châm chích người. Nó có hai điều xảy ra thưa các vị. Điều thứ nhất là ác tâm rất rất nặng cho nên làm điều này. Điều thứ hai, không đủ tài năng, không đủ bản lĩnh. Cái kẻ mà nó có đủ bản lĩnh, có đủ tài năng thì thưa các vị, nó không hề phê bình phán xét người đâu nghe. Nó cảm thấy rằng là nó rất tự tin nơi tự thân đó. Nó chỉ khen người cho nó không chê. Tại vì thưa các vị, cái điều đó, thưa các vị, là đây là cái hiện tượng rất là chung nghe. Tất cả những con người giữa trần đời này họ có một chút bản lĩnh của một người trưởng thành đó, thì họ đều như vậy cả. Trưởng thành tri thức, trưởng thành trình độ tâm linh, trưởng thành về trải nghiệm đời sống, mà thưa các vị, họ đều như vậy. Chỉ có những người kém hiểu biết là một nè, tâm trí thấp thỏi là hai nè, đầy ác tâm là ba nè. Họ rất là sợ sệt, họ rất là lo âu, họ không muốn người khác hơn mình. Và thông thường cái nguyên tắc là sợ người ta hơn mình là do vì tài năng mình không đủ cho nên mình mới sợ người ta hơn. Chứ còn anh đủ tài năng thì anh không sợ ai hết. Họ có con đường của họ, ta có con đường của ta. Do vậy cho nên thưa các vị, hai cái tình trạng xảy ra là, một là thiếu hiểu biết, hai là không có bản lĩnh, không có can trường, không phải là người trải nghiệm đời sống. Cho nên mình mới rình rình cơ hội đâm lén người ta. Chứ còn kẻ trượng phu quân tử hán không làm điều này. Họ đánh mình là một việc, nhưng mà mình thưa các vị không có tiểu nhân trả thù ai hết, không có nói sau lưng người ta một câu nào dè biểu chê bai có. Và con người, và thưa các vị, người học Bồ Tát hạnh mà chưa bước vào những cái tầng rất là đời thường thế này thì các vị làm sao để trở thành những người Phật tử tu tập được? Đây là điều thứ hai. Điều thứ ba, thưa các vị, là tự hại mình nhé. Mình phê bình, mình phán xét, mình nói xấu người, vạch lỗi lầm của người. Thưa các vị, điều thứ nhất là cái nguồn của nó là từ cái tâm phiền não ít tu, từ cái trạng thái tâm thức nó đầy chật chội, thiếu bao dung, không độ lượng. Rồi khi các vị làm điều này,
Cái tác hại đầu tiên đó là dù cho cái lời có bị có nói rỉ vào tai của người rất thân, nhưng mà chắc chắn rằng là sớm với muộn nó cũng đến người kia cái. Nó tự tìm con đường tới rồi. Đừng nghĩ rằng là mình nói mình dặn 5-3 lần, đừng nói với ai nghe, tôi thân anh lắm tôi mới nói. Đừng nghĩ rằng dặn mà họ nghe, thế không. Họ cũng tìm mọi cách họ nói cho người khác biết. Thế thì điều đầu tiên là người nào có tâm hành như vậy, hành xử cách như thế này, thưa các vị, tự mình hủy đời sống mình, không có thành tựu được những công trình lớn giữa cuộc đời này. Các vị có tu tập, các vị làm đạo, các vị tự nuôi dưỡng mình, thì nếu lâm vô cái bệnh như thế này thì biết rằng là con đường tu của mình rất là khúc khuỷu. Muốn tìm được sự thương yêu kính trọng của người không dễ đâu. Họ đầu tiên họ không biết mình đó thôi, họ chạy tới là làm thân thôi, thì sống với mình chừng vài 3 tháng họ quay lưng chạy mất, làm việc với mình nửa năm thôi không hơn được. Thì thưa các vị, những điều này trong cái thế giới phàm thường người ta đã biết cách cư xử rồi nghe. Ví dụ như một trong những cái tướng gọi là tướng quý của những gia đình phát triển là ta nhìn vào cái cách cư xử của chủ nhà, ta nhìn thấy là có cái bà vú già lưng còng đi, mặt gần đụng đất nhưng mà vẫn còn được ở trong nhà, thì biết rằng gia đình nó có phước đó. Họ nuôi cái người ăn cả ở từ lúc còn trẻ khỏe cho tới lúc già, người ta không bỏ đi, không có vứt họ ra ngoài đường, biết rằng có nhân hậu đó. Thế thì thưa đại chúng, mình nhận diện về điều này nhé, để biết cách cư xử. Mình nói xấu người, bươi móc lỗi của người, chì chiết người, dùng những lời hạ nhục người, thưa các vị, cái điều tai họa đầu tiên là các vị tự hại mình trước, tự hủy diệt đời mình trước. Mình tưởng rằng dùng một lời nói để cho người ta đau quá ra, thưa các vị, cái phản ứng đó là dội ngược về các vị. Dùng một lời nói gây tổn thương cho người, tưởng rằng là lợi ích nó đến với ta, nhưng mà không, nó ngược lại. Thế thì thưa đại chúng, hãy lưu ý về điều này nhé. Từ ác tâm của ta, từ phiền não của ta, mà phê bình, mà phán xét, mà bươi móc, mà chỉ trích, mà nói nó xấu người, là điều đầu tiên họa hại nó đến ngược với các vị. Đây là nguyên tắc, không sai bao giờ. Người nào không có am tường điều này, không tu tạm được cái phần cản như thế này, thì đừng mong phát triển được con đường tu. Và nếu có lăng xăng làm bất cứ việc chi thì cũng đổ vỡ. Đổ vỡ. Chạy vô đạo tràng này, chạy vô đạo tràng kia lăng xăng mấy, rồi cũng đổ vỡ hết. Làm lớn, đổ vỡ, đổ lớn, làm nhỏ, đổ nhỏ. Nó là như vậy. Cho nên hãy cẩn trọng, phát đại nguyện, tu tập thì hãy lưu ý điều này. Thế là điều thứ hai. Thưa các vị, mình muốn thưa với các vị đó là những phát sinh từ nguồn tâm có tu tập. Thứ nhất là những phát sinh từ tâm không tu tập. Ý đầu, đó là cẩn trọng với ba nghiệp. Ý thứ hai là không khơi, tức là không bươi móc đó, lỗi lầm và không hạ nhục nhau nghe. Ý thứ ba, quan sát nguồn tâm sinh các pháp. Thưa các vị, là cái điều đầu tiên của vấn đề thứ hai này, chúng ta nên làm một việc, đó là cẩn trọng đối với ba nghiệp. Thưa các vị, cái điều đầu tiên mình thưa đó là khi nguồn tâm của các vị mà có tu tập ấy, thì cái sự phát sinh từ miệng, từ ý và từ hành động của các vị tự nhiên là nó có một cái phẩm chất lành thiện làm nền để nó sinh khởi. Tất nhiên thưa các vị, ở nhân gian này trừ những bậc thánh họ mới hoàn thiện được ba nghiệp của họ, chứ còn chúng ta có thể gieo chủng nhân lành với tam bảo nhiều đời, nhưng mà nghiệp thức của chúng ta chưa phải được thanh lọc. Cho nên ý đầu tiên gọi ra nơi đây đó là
Khi phát tâm đi vào con đường tu thì các vị nên cẩn trọng với ba nghiệp. Kỳ thực rằng là mỗi một lần phát ngôn á, có thể dẫn ta đi vào hai hướng nha. Một đó là cái hướng tự hủy hoại mình, tăng thêm ác nghiệp. Một cái hướng đó là có thể nuôi dưỡng mình làm phát sinh được thiện pháp. Hai con đường này, thưa các vị, nó luôn trưởng thành từng từng ngày trong đời sống, chứ không phải là đợi tới cuối đường đi rồi các vị mới nhận được quả lành. Ngay trong một đời này, mình có mặt giữa trần đời, mình nuôi lớn mình từng ngày với cơm ăn áo mặc, mình nuôi lớn tri thức mình từng ngày bằng cái sự tiếp xúc. Thế thì các vị hình dung rằng là nghiệp lành hay ác của mình nó cũng nuôi lớn từng ngày. Chứ đừng nghĩ rằng là phải làm những việc thiện người ta biết tới mới là nuôi lớn được phẩm chất cao quý hoặc là thánh hạnh của mình nhé. Từng ý nghĩ của các vị từng ngày nó nuôi được nghiệp lành của các vị. Rồi từng câu nói của các vị, từng hành động các vị từng ngày nó cũng tạo nghiệp lành để các vị lớn dậy từng ngày. Chứ không phải là phải cần một việc gì to lớn mình mới nuôi được nghiệp lành. Nghiệp lành nó theo từng hơi thở vào ra. Thế cho nên điều đầu tiên là nên cẩn trọng với ba nghiệp. Khi có sự cẩn trọng thì ta dễ nhận diện, ta dễ đi vào cái chiều sâu sự tu tập. Mà khi sự cẩn trọng còn chưa có thì thưa các vị, mình làm theo cảm tính, làm theo thói quen thôi. Mà cảm tính của mình, thói quen của mình đa phần nó từ cái nguồn tâm chưa được tu tập luyện lọc, cho nên nó dễ phát sinh ác pháp lắm. Và cái điều kỳ lạ rằng là khi ác pháp phát sinh nơi miệng của các vị, nơi thân và nơi ý nghĩ của các vị, thì nó lại gieo cái hạt mầm trở lại nghe. Nó có khả năng nó nuôi dưỡng lại ác pháp trong tự tâm các vị. Cái nguyên tắc đó là tự tâm mình ác pháp còn đầy. Do vậy cho nên mình mở mắt mình nhìn thì mình căm ghét, mình phê bình, phán xét. Mở miệng nói thì mình nói những lời chỉa xói hoặc là chỉ trích hoặc là nói xấu sau lưng. Và những điều này khi nó tuôn ra từ cái cội nguồn tâm mà phiền não, thế thì nó lại dội ngược lại, nó nuôi lại cái nguồn tâm rất là tiêu cực của các vị. Tức là nó nuôi ngược lại ác pháp trên trong tâm thức các vị được xây dựng. Thế thì thưa các vị, mình lặp lại rằng chỉ có các bậc thánh gạn lọc sạch lậu hoặc phiền não thì họ mới có khả năng là nói năng hành xử nghĩ suy nó cuồn cuộn tuôn ra từ lòng thương yêu và độ lượng, từ sự bao dung. Chứ còn chúng ta thì đa phần còn tới 80% phiền não lộ nghiệp trong tâm thức, cho nên phải cẩn trọng. Đây là ý đầu. Ý thứ hai rất là quan trọng là nếu các vị có được sự cẩn trọng nhất định đó, thì các vị nhìn ra được là lúc nào mình nói những lời xây dựng, lúc nào mình có dụng ý bươi móc người, nói xấu người, chỉ trích người. Khi mình lắng nghe một câu chuyện và nói về người nọ người kia hoặc là trực tiếp nói với bằng hữu mà có những lời như là phê bình, những oán trách, như chỉ trích, thế thì mình biết rằng là cái nguồn nuôi dưỡng nó là cái nguồn để sinh khởi nó là phiền não. Và khi nói điều đó xong rồi thì nó tạo thành cái chất liệu để nuôi dưỡng lại phiền não bên trong thôi. Nó đi ra rồi nó lại nuôi trở lại nhé. Cho nên khi có sự cẩn trọng ba nghiệp thì các vị dễ nhận ra lời nói nào sinh ra từ thiện tâm, lời nói nào sinh ra từ ác tâm. Kỳ thực rằng là trong những câu nói bông đùa vô tội vạ, nếu khéo thì ta cũng nhìn ra những câu nói vô tội vạ đó là câu nói nó có cái nền từ ác pháp hay là từ thiện pháp nhé. Mình qua miền Đông Hoa Kỳ á, mấy chục đứa trẻ nó tập trung nhau, nó ngồi quanh vòng tròn với mình, nó hỏi, nó thưa thầy, trong nhóm tụi con có một bạn trẻ, mỗi lần có mặt thì bạn hay trêu chọc người này, trêu chọc người kia. Và những điều trêu chọc của bạn thì khi nói thì bạn nói đấy là những lời trêu chọc, nhưng mà dường như là nó rất là tổn thương, đôi khi nó đụng chạm các bạn lắm rồi.
cho nên ai cũng than phiền. Xin thầy cho con biết tại sao là bạn đó có một cái thói tật hay trêu chọc mọi người như vậy. Mình nói, kỳ thực là có những lời trêu chọc nhưng mà nó đầy thiện tâm, nó làm mát lòng người, cũng có thể đem lại câu nói tiếng cười cho người, nhưng mà có những điều trêu chọc nó có cái nền từ ác tâm phía dưới. Hãy khéo nhận diện, bằng không á thì mình cứ vin vào cái cớ nói đùa thôi mà, nhưng mà cái ác tâm trêu chọc ở phía dưới nó làm thành một cái là tập khí và khó nhận diện và rất khó bỏ nghe. Tại vì không ai chỉ trích được cả, người ta vin vào cái cớ là đây là những câu nói đùa vô thưởng vô phạt, cho nên người ta cứ tha hồ vung vãi. Bạn bè không có cách chi là củng cố giúp cho mình, mà tự thân mình thì mình cũng bào chữa rằng là đây là những lời nói vô thưởng vô phạt, lời đùa thôi. Nhưng đâu biết rằng cái ác tâm phía dưới nó xây dựng nên những cái cách hành xử nói năng như vậy. Thế thì thưa các vị, nếu không cẩn trọng với ba nghiệp thì coi chừng là một đời mình đi lăn quanh, mình vướng vào những cái bệnh không bươi móc lỗi người thì cũng hạ nhục bằng nhiều cách á, bằng nhiều cách. Và cái cách tinh tế nhất là mình nói trong cái câu nói nửa đùa nửa thật, và người ta thưa các vị càng có trình độ tri thức nhất định thì người ta càng có khả năng nói mà lươn lẹo chối phân đi được. Nó thưa các vị, lời nói như con lươn nắm không được đâu nghe. Và cái dụng tâm của họ nó có cái nền ác pháp phía dưới, cho nên họ sử dụng ngôn ngữ như vậy. Đôi khi chúng ta phải cẩn trọng vô cùng, bằng không thì không thể nuôi dưỡng được thiện nghiệp, không thể tu tập để phát triển được đời sống tâm linh. Và những điều này thưa các vị nó tinh tế lắm, chứ không phải trong cuộc sống bình thường nhé. Đôi khi mình nghe các thầy giảng pháp á, mình cũng nghe cái chiều hướng của ngôn ngữ, của cách trình bày của những ý tưởng, nó có cái phần phía dưới đó là cái phần bươi móc lỗi lầm của người, cái phần là hạ nhục một cách rất tinh tế người khác nghe. Nó có chứ không phải không có. Cho nên thưa các vị, mình học Phật pháp là một nè, mình tu tập là hai nè, mình có năng lực quán chiếu tự tâm là ba, thì các vị dần dần là sẽ có cái nhìn rất là tỏ tường về nhiều lĩnh vực. Nghe một lời nói của người, nhìn cử chỉ người ta hành xử, rồi nghe một thầy giảng một bài pháp, các vị tự nhiên là nhận ra được cái nền phía dưới của họ là lòng bao dung độ lượng, hay là có cái tập khí của phiền não đang nằm sâu hay là cạn, các vị biết ngay à. Cho nên thì các vị, trong cái truyền thống tu tập người ta khuyên rằng là ngoài cái năng lực tu chánh niệm, anh còn phải nuôi dưỡng tâm từ. Hai điều này nếu không đi chung với nhau thì càng tu càng trở thành xét nét, khó chịu, không bao dung, không thương người ta được. Tại vì nhìn thấy thiên hạ rõ lắm, họ nói một câu biết ngay à, họ làm một việc biết ngay à. Cho nên hai phần này, một là tuệ, tức là trí tuệ và từ bi phải luôn nuôi lớn cùng một lúc là như vậy. Đây là ý rất là quan trọng, xin các vị nhận diện. Không thì có khi mình càng tu mình càng khó chịu ra. Tại vì khi có tu tập, có năng lực chánh niệm rồi thì cái nhìn của mình tự nhiên rất sáng, không có ai qua mắt mình được đâu. Thế thì thưa các vị, nếu không có tâm từ làm nền nữa thì anh càng tu anh càng trở thành người teo tóp lại, đầy những phê bình phán xét người, không có độ lượng, không có bao dung. Thế thì thưa các vị, phước lành không có nuôi lớn đời sống anh được, và anh cũng không thể làm đạo được, không thể mang cái tâm vị tha của Bồ Tát để giúp người được. Tu mà có được một cái chút công phu rồi thì thưa các vị nhập niết bàn cho rồi, thấy trần gian này chúng sinh tao chán quá, nó là như vậy đấy. Nếu thật là người phát tâm tu thì họ phải làm được việc là họ chấp nhận mọi con người có những cái vụng về như vậy, thiếu sót như vậy, dở như vậy, ác độc như vậy, nhưng mà họ phát nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra sinh về giữa trần gian là để độ họ đó.
thì mới đi đúng con đường Bồ Tát đạo nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, là đây là pháp hành đây. Các vị quan sát cái nguồn tâm thức của các vị. Khi nó tiếp xúc với tất cả pháp đối diện trước nó, khi nó phát sinh tất cả những điều từ bên trong nó tuôn ra, hãy nhận diện nó. Điều thứ nhất là khi các vị có sự nhận diện như vậy thì những ác pháp không có điều kiện sinh khởi. Điều thứ hai, các vị nhận diện được thì các vị cũng làm cho thiện pháp các vị tràn đầy. Điều thứ ba, các vị tu tập phương pháp này thì các vị đang đi vô con đường của thiền tập ạ. Hãy quan sát cái nguồn tinh, nguồn tâm đang sinh ra mọi thứ, tức là từng lời nói phê bình phán xét, từng ý nghĩ các vị nghĩ về người. Tất cả những điều này, thưa các vị, nếu có một chút tu tập thì ta đều có khả năng nhận diện nó chứ không có cần làm chi thêm cả. Một người có sự thực tập ít nhiều rồi thì đều có khả năng làm điều này. Mình nói một lời. Thưa các vị, người ngoài nghe nhận diện mình thì còn chậm nghe. Nhưng mà chính ta nhìn ở lòng mình để biết rằng cái lời nói đó nó sinh ra từ đâu thì nhìn ra rất là rõ. Không ai bén nhạy bằng ta đó. Không ai thăm dò vào cội nguồn tâm thức ta bằng chính tự tâm ta. Ta thấy đó, từ cái đầu nguồn sinh khởi của tâm kia kìa. Từng cái buồn, từng cái vui, các vị nó cuồn cuộn nó sinh ra, các vị có một chút năng lực tu thì các vị biết rằng cái buồn, cái vui này nó sinh ra từ đâu. Và các vị cũng nhận diện được từng dòng ý tưởng của các vị trong đây nó đang chảy ra từ cái nguồn nào. Cái nguồn đó là nguồn bất an, nguồn đó là nguồn xao động, nguồn đó là từ sự lo lắng, nguồn đó là từ sự căm ghét người, các vị nhìn ra ngay. Ví dụ mình nhìn một người mà lòng mình nó có một cái câu nghĩ thầm thì rằng sao cái o này sao khó ưa lạ, thấy cái mặt là không ưa rồi, thì các vị biết rằng từ cái nguồn phiền não sinh ra. Thế thì các vị nhận diện về người, các vị có thể khởi một ý nghĩ điểm rằng ồ, đây là một người trong quá khứ họ rất là vụng về nhưng hôm nay dường như là họ đổi thay rất là dễ thương, họ đang đi trên con đường tu tập. Rồi nghe người ta nói một câu thôi các vị, và từ cái nguồn tâm thức các vị mà nó phê bình là đây là những câu nói sao nghe nó chướng tai gai mắt làm sao, thế thì biết rằng từ cái nguồn phiền não phát sinh và nó phát sinh ra thì nó lại có khả năng nuôi ngược là phiền não trong các vị. Còn nếu nghe người ta nói một câu mà các vị nói rằng ồ, ví như có thể nói được cái ý tưởng này nhưng mà nói một cách khác có lẽ dễ thương hơn, thế thì các vị vừa có năng lực từ bi nhưng mà vừa có cái năng lực chi nữa, năng lực trí tuệ nghe, năng lực trí tuệ đi vô. Tại vì mình nghe cái lời rất chói tai nhưng mà mình không có bực bội, không có phiền não, mình có thể khởi cách suy nghĩ dễ thương hơn là nếu phải mình sử dụng ngôn ngữ đó thì mình sẽ nói cách khác, trí tuệ hơn, từ ái hơn. Và thông thường thưa các vị, cái nguyên tắc rằng là các vị phê bình phán xét chưa chắc thì các vị thay đổi được người kia nghe. Thế nhưng mà nếu các vị dùng những ngôn ngữ không cần phê bình phán xét nhưng mà một một cái năng lực trí tuệ đủ thông minh và cái năng lực tự ái để đi vô cái lời nói đó, ngầm cái ý rằng muốn người ta đổi thay thì người kia đổi thay được, tức là từ cái nền yêu thương cộng với năng lực trí tuệ sử dụng một cái loại ngôn ngữ cũng cùng một ý tưởng như vậy, cũng phê bình đó, cũng muốn người ta đổi thay đó, cũng chỉ ra cái xấu của ta đó. Thế nhưng mà nếu các vị có hai cái phẩm tính, một là năng lực trí tuệ từ công vô tu, hai là cái sự độ lượng bao dung trong cái cách sử dụng ngôn ngữ rất là từ ái, thì thay đổi người kia rất là dễ dàng. Thay đổi được, có thể chậm, không cần nói một câu làm cho người ta vỡ cái đầu, không cần. Và thông thường nói một câu cho nó đau, cho nó vỡ bể cái đầu của người ta thì là không có tác dụng, mà nó lại phản tác dụng rất là ngược, là mình chuốc phiền não cho mình và gây phiền não cho người, và tạo thành cái chi nữa, tạo thành sự oan trái nghe, oan trái một đời trả không xong đâu, rồi lại loay hoay gặp nhau để
trả lại cái quan trái trong kiếp tới á. Cho nên thưa các vị rất là cẩn trọng, không thì mình gây hoài, trả hoài mệt lắm. Cho nên xin hãy quan sát cái nguồn tâm nó sinh ra các pháp. Các pháp ở đây cụ thể là nói năng, là hành xử, là nghĩ suy nghe. Rồi ngang đây là các vị đang đi vào pháp tu rồi đây. Kỳ thực rằng nếu không có sự tu tập nhất định, không có thiền định ít nhiều thì không làm được điều này. Không có khả năng nhìn được từng lời của mình đang tuôn chảy từ đâu. Không có khả năng nhìn được những buồn vui, hờn giận, căm ghét của mình nó sinh ra từ cái nguồn nào. Không có khả năng. Nếu người ta có tu thật sự, thưa các vị, thì ngay khi họ nhìn lại nguồn tâm của họ, thì mọi thứ phiền não còn không được phép sinh khởi. Đừng nói cái chuyện vụng về của cách hành xử là một, nói năng là hai, nghĩ suy là ba. Đâu có cơ hội nó sinh khởi. Nó tắt liệm trong lúc nó vừa chợt muốn sinh là tắt rồi đó. Tại vì cái năng lực quan sát của các vị mà có mặt thế thì mọi ác pháp trong tâm thức các vị nó không có quyền sinh. Thế thì đừng hòng có mặt cái ác pháp, đó là ngôn ngữ các vị sử dụng hoặc là cái việc của các vị làm, những cái hành động của các vị, cách cư xử của các vị, muốn dằn mặt người ta, muốn làm cho người ta gọi gọi là mất thể diện. Không có chuyện đó. Từ tâm mình nhìn được nó thì không có cái vụng về xảy ra của miệng và của sự cư xử. Đây là ý thứ hai. Thế là ý thứ ba. Và mình muốn thưa với các vị là sống với tâm độ lượng và bao dung nha. Cái thứ ba. Tức là đi vào sự thực tập. Đầu tiên là mình nên nhận diện về nguyên tắc của đời sống. Thưa các vị, cái sự thực tập đầu tiên mình mời gọi đó là làm thế nào sống được với cái phẩm chất này. Trước khi nói đến chuyện sống được với điều này thì cái điều ta cần bàn là, thưa các vị, nguyên tắc đời sống này nó rất là công bằng. Công bằng, các vị sống với cái tâm như thế nào thì cái món quà trần gian này trả lại với các vị như thế ấy. Bằng cái tâm mà nó tràn đầy giận dữ, bất an, căm ghét và rất là nhỏ hẹp, tính toán rất là chi li đối với những người mà mình giao tế, thế thì thưa các vị, người ta lỡ làm thân với mình, đi chơi mình một vài lần, sau đó đừng hòng mà họ đi với mình cho mất công. Mời đi ăn, mời chị à, hôm nay ngày sinh nhật của chị tôi biết rồi đó, thôi chị đi ăn, tôi đãi chị. Thế rồi ra giờ ăn vừa sửa soạn xong, cái ta đi restroom, ta đi thở luôn đó. Đợi ngoài này và nhân viên nó tới nó tính tiền, rồi những người bạn được mời đó, thưa các vị, mặt mày cũng đâu đến nỗi tệ, cho nên phải móc tiền ra trả. Trả xong rồi cái ta thủng tha thủng thẳng, nó tự trong restroom đi ra, nó ôi nay nó đau bụng nữa chừng quá chị ơi, mấy chị lỡ mà trả rồi tôi xin trả tiền lại. Mà thưa các vị, làm gì có chuyện người Việt chúng ta mà ngửa tay nhận tiền lại. Và những cái trò lừa gạt vớ va vớ vẩn này, thưa các vị, em bé lên năm nó cũng biết à, chứ đừng nói là người lớn. Và các vị hình dung rằng trong đời này lắm người họ cũng quen cái phong cách như thế này à. Và cái chuyện này nó xảy ra rồi thì chuyện gì phát sinh? Nguyên tắc đời sống là sau này, thưa các vị, ngoại trừ những người rất tốt, còn thông thường thì ba lần như vậy là mời đi ăn, người ta chắp tay, người ta lại dài. Thôi chị ơi, nay tôi bệnh quá, tôi không đi được đâu. Được không? Đây là cái ví dụ rất cụ thể nghe. Cho nên xin thưa rằng là nguyên tắc của đời sống là anh sống độ lượng, sống bao dung, sống yêu thương, sống vì người. Sống không nề hà vì cái chuyện cực nhọc và thiệt thòi cho tự thân. Thì các vị đi lanh quanh giữa trần đời này, các vị gặp những người bạn như vậy. Còn các vị vô cùng là tính toán và vô cùng là keo kiệt và tâm thức nó tràn đầy vị kỷ, thì thưa các vị, đố mà tìm được những người bạn dễ thương, họ hy sinh vì mình nghe. Không tìm được đâu.
Trên trần gian này ở nơi đất nước nào tôi không biết, nhưng mà nơi đất nước này cần bằng hữu lắm. Có khi, thưa các vị, mình từ phương xa mình về, mình gọi chồng, chồng mắc bận, gọi con ở xa, gọi gọi ai bây giờ đi đi đón mình từ phi trường về. Ví dụ như các vị đi mà 1 giờ đêm các vị về tới phi trường đó, các vị gọi ai? Thưa các vị, hoặc là đi taxi về. Thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận diện là cuộc đời này, thưa các vị, ta sống chiều ngang là liên hệ với ngàn vạn người, nghe chiều dọc cũng liên hệ với ngàn vạn người. Và trong mọi cái sự liên hệ, các vị nên làm thế nào sống bằng cái tâm lượng như thế này? Đầy bao dung, đầy độ lượng, đầy thương yêu, đầy xả kỹ vị tha nghe. Bỏ mình đi đừng toan tính gì với cái chuyện là lợi cho mình cả, hãy chấp nhận những sự thiệt thòi đến với mình, tặng cho con người tất cả những điều tiện nghi và lợi ích cho họ. Thế thì các vị sẽ thấy rằng là món quà giữa trần gian này nó hoàn tất lại cho các vị. Có những lúc các vị không cần mà họ tới, hoặc là có những lúc các vị cần một thôi mà món quà nó trả lại tới 9-10. Còn nếu các vị sống tràn đầy cái vị ngã, vị kỷ, chỉ tính cái chuyện lợi ích cho chính mình và không hề vì người một phân hào nào, thì thưa các vị, cuộc đời mình chắc chắn đi lanh quanh gặp cái món quà y như vậy, nó hồi báo lại tâm thức mình thôi. Cuộc đời nó như mảnh gương, anh cười với đời thì đời nó cười lại, anh sống bao dung với đời, đời bao dung lại, sống tràn đầy nghĩa tình yêu thương thì cuộc đời cũng tràn đầy nghĩa tình yêu thương hoàn thác lại. Mình hiến tặng của cải cho người ở cửa trước, mình tưởng chừng người đã đi mất, không quay trở lại. Thế nhưng đâu biết rằng là cửa sau mình, người ta mở cửa, người ta bỏ đồ vô. Nguyên tắc nó là như vậy, rất công bằng. Điều thứ hai, thưa các vị, là nếu có một cái chút năng lực trí tuệ, có chút công phu thực tập, thì người ta định hướng đời sống mình từ 2 cái điểm này rất dễ. Sống độ lượng, tha thứ người, bao dung người, chuyện phải xảy ra thôi. Mình bao dung, mình tha thứ người không có hàm nghĩa rằng là cái món quà đó nó đến với người kia. Khi các vị mở trái tim mình ra để tha thứ cho người, không có căm hận, không có nhớ những lỗi lầm của người gây cho ta trong quá khứ, thì lòng các vị nhẹ rồi. Mình hình dung rằng ai mà gây với mình một lời xúc phạm, một cử chỉ thách thố, hoặc là một việc làm do vụng về gì gây nên, và rồi các vị cứ căm giận người ta cả đời, mỗi lần gặp mặt thì các vị cảm thấy lòng mình nó vô cùng khó chịu, thì tội nghiệp cho mình vô cùng á. Cho nên tha thứ người không có hàm nghĩa rằng là tôi vì thương anh mà tôi tha anh. Không, tha thứ người là do tôi thương tôi cho nên tôi tha cho anh á. Anh có thể phụ phàng tôi, anh lừa gạt tôi, anh dìm chết cuộc đời tôi, thế nhưng mà tôi vẫn còn chưa chết. Mà nếu tôi cứ căm giận anh như vậy, thế thì thưa các vị, mình tự hủy diệt cuộc đời mình trong khi người ta chưa hại mình đến nỗi chết nghe. Mà mình đã chồng thêm cái lớp là mình hại mình cho chết. Cho nên điều đầu tiên là tha thứ người, rộng lượng với người, bao dung người, không phải là vì thương ai cả mà thương mình đó. Không muốn hủy phá đời mình, không muốn nhận chìm đời mình, không muốn dày đạp cuộc đời mình. Cho nên lòng mình rất thênh thang, rất rộng mở là như vậy. Cho nên thưa các vị, ngay cái điều cần nhất là có một chút hiểu biết về quy luật đời sống, về tác dụng của cái căm ghét thù hận nó hủy diệt mình, thì người ta đã sống được với cái định chuẩn là yêu thương, rộng mở, bao dung, tha thứ. Tự nhiên nó phải vậy thôi. Và cái điều này rất là thực tiễn chứ không phải là cái chuyện lý luận nha. Các vị thử nhìn một cái hiện tượng này, các vị nhận ra ngay. Các vị nhìn thấy một người mình không thương, không ghét, rất là bàng quan. Các vị gặp trên đường thì chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi các vị gặp một người các vị căm ghét thì chuyện gì xảy ra? Lòng mình nó teo tóp lại, nó nặng nề, nó bực bội. Mà nếu phải sống với họ trong nhà chừng 3 ngày thì chắc mình chết quá. Thế rồi các vị gặp một người mà các vị
Kính trọng là một, là các vị quý họ là hai, các vị thương họ là ba. Bằng một cái tình thương của một người là mình rất nể vì, rất quý mến, rất thương yêu, có một cái liên kết rất là sâu xa, đồng cảm rất là sâu xa, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, có khi không cần làm gì á, ngồi chơi với nhau uống cốc nước, không cần nói câu nào mà lòng cũng tràn đầy hạnh phúc. Nó là như vậy á. Thế thì mình hình dung rằng là sống với tâm thức độ lượng, bao dung, với lòng thương yêu, với lòng vị tha là một sự thông minh vô cùng. Một là quá thông minh mới sống như thế này. Hai là vì có tu tập. Ba là, nói một cách cụ thể hơn là vì anh thương anh quý tiếc đời sống anh không muốn nhận chìm nó, anh không muốn hủy diệt đời sống anh muốn sống đời sống này rất là hạnh phúc, có lời vô cùng, không đến nỗi là có mặt ở trần gian này rồi làm cho lỗ lã, mất vốn đi, phải làm cho nó giàu có vốn liếng để còn tái lai lại sinh lên cõi trời, hoặc là có mặt giữa trần đời làm nguyên thủ quốc gia thôi, thì anh sống như thế này. Đây là điều thứ hai, thưa các vị. Tóm lại là khi người ta có một sự hiểu biết nhất định, tâm thức người ta đẩy lên đến một chiều cao nhất định, hoặc là người ta có tu tập cho quán chiếu điều này, thì họ phải sống với cái tâm trạng thế này thôi. Không có dạy chi mà lòng tràn đầy căm ghét thù hận, không có dạy chi mà quỷ phá đời sống mình ngay hiện thời. Ta sống bao lâu giữa trần gian này mà chuốc phiền chuốc não. Cuộc đời ta, thưa các vị, nó mong manh và nó rất là ngắn, thì mắc gì mình không có lợi dụng đời sống của mình một kiếp phù du này để làm cho nó tràn ngập hạnh phúc. Cũng là một giấc ngủ mộng mị như nhau. Thế nhưng mà một giấc mộng, anh bị cọp rượt nè. Rồi anh bị người ta dẫn ra pháp trường chém nè. So với một giấc mộng là mình có mặt trong giấc mộng, mình là hoàng đế nè, mình được người ta thương yêu quý trọng nè, được ăn sang được mặc đẹp, thì hai giấc mộng nào lý thú hơn? Thế thì mình hình dung rằng chúng ta đang ở trong cái giấc mộng của trần gian này nghe, mà giấc mộng ở trong chiêm bao thì mình không tạo được, mình không có điều khiển được giấc mộng, nhưng mà giấc mộng giữa cuộc sống này thì các vị có quyền làm điều này cho chính các vị được à. Thế thì không có vụng về chi mà chọn cái con đường mộng bị cọp rượt, hoặc là bị đưa ra pháp trường xử trảm. Ta hãy chọn một giấc mộng giữa trần đời ngắn hạn này, làm thế nào để đời sống mình, thưa các vị, nó tỏa sáng như một vì sao. Đây là điều thứ hai. Điều thứ ba, mình muốn nói đến cái món quà quà tặng từ cái lối sống. Tức là mình muốn thưa với nhau cái điều là từ cái cách hành xử của anh như thế nào thì món quà tặng trần gian này tặng lại cho anh như thế ấy. Nó rất là sòng phẳng á. Giản dị nhất. Anh ra đường, anh gặp người nào anh cũng căm ghét, thù hận. Mở miệng ra nói chuyện với ai thì lời nói anh cục cằn thô lỗ. Thế thì anh đừng hòng là có một người dám làm bạn với anh. Và nếu người ta trong cái thế giới văn minh thì người ta nhiều lắm, người ta ghét mắt người ta bỏ đi, mà trong cái thế giới, thưa các vị, nó bạo hành ác độc thì nó đấm vào mặt ta rồi chảy máu mũi á, ăn nói cái kiểu đó hoặc là hành xử như thế đó. Chuyện nó là như vậy nha. Cho nên cái món quà giữa trần đời này, thưa các vị, nó tương xứng với cái cách hành xử của các vị. Cách hành xử của các vị đối với cuộc đời ra làm sao thì cái quà tặng nó liền đến với các vị ra làm vậy. Đôi khi trong cái thế giới người tu mình nhìn thấy có những nguyên tắc rất là căn bản đời thường mà có khi cái thế giới người người tu họ cũng quên nhé. Các vị biết rằng là trong quá khứ Đức Thế Tôn tại Tiền, người ta đảnh lễ Đức Thế Tôn, người ta chạm chân của Ngài, phủ phục trên đôi chân của Ngài. Thưa các vị, không phải là vì Đức Thế Tôn ra lệnh họ phải làm như vậy nghe. Các vị có thấy là Đức Thế Tôn ra lệnh cho người cư gia Phật tử nào là
mi phải quỳ xuống lại ta trước khi thưa ta điều nọ điều kia không? Không có. Tự nhiên là do vì đối trước một đấng giác ngộ, đạo hạnh tỏa sáng, năng lượng từ bi nó phủ trùm, cho nên người ta cảm thấy trong lòng người ta nó phát sinh một cái niềm kính trọng vô bờ, cho nên là phủ phục dưới chân của Ngài, chạm chân Ngài. Và lâu dần nó hình thành một cái truyền thống là cứ gia Phật tử gặp người xuất gia thì phải đảnh lễ, phải cung kính. Và dần dần rồi cái thế giới người xuất gia họ cứ nghĩ rằng là khi họ bước vào cái vị thế như vậy, khoác áo như vậy, sống đời sống như vậy thì tất cả mọi người gặp họ đều phải như vậy, dường như hiểu lầm đó. Tại vì hình thức nó đi kèm với nội dung để làm thành phẩm chất một người tu chứ có phải hình thức không đâu. Thế nhưng mà do vì cái bề dày cái đạo Phật có mặt ra tới hôm nay 26 thế kỷ, được các bậc thầy, các bậc tổ, các bậc hiền thánh tăng gia cố cho, nó trở thành một cái nét văn hóa rằng là với người cư gia Phật tử thì tất cả người xuất gia là hàng tôn quý, phải đảnh lễ, phải kính trọng, phải nghe lời, phải phủ phục. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó đòi hỏi là trong quá khứ các bậc thánh A-la-hán là một, các bậc đạo hạnh cao vời là hai. Họ có hai phẩm chất là vừa hình thức vừa nội dung như vậy, cho nên họ không cần bắt buộc nhưng mà thiên hạ vẫn cúi đầu đảnh lễ nghe. Thế rồi sinh ra trong cái thời này gặp mấy ông thầy điếc điếc. Mình nói điếc điếc là tại vì ông có lỗ tai, không có nghe Phật chánh pháp cho nên điếc. Chứ không phải là ông điếc nghe. Đó, thưa các vị, ông cứ nghĩ rằng là xuất gia 5-3 ngày thôi là làm thầy thiên hạ. Cho nên ông ra đường mà ông nói năng rất ư là trịnh thượng, hành xử rất là kiêu kỳ, và đời sống thì thưa các vị đầy đầy tập khí của một người chưa có cạo gọt được, và bên ngoài thì thưa các vị xốc xa xốc xếch đứng đi, không có một cái nhân cách ông thầy tu. Rồi nói năng thì thưa các vị có khi nó lục cục lòn hòn, cái trình độ văn hóa còn chưa bằng với những người cư sĩ Phật tử bên ngoài. Trình độ học Phật thì thưa các vị thuộc 5-3 bài kinh để tụng ê a sớm chuông chiều mở, rồi cái nội tâm thì đâu đã cạo gọt được chứ. Thế nhưng mà nương vào cái bóng mát của đạo Phật trong quá khứ và của lịch sử tăng già kéo dài tới hôm nay, tạo thành cái bề dày văn hóa bắt cư gia Phật tử phải một niềm cung kính lễ lại, cho nên các ông nghĩ rằng đã xuất gia thọ tỳ kheo làm thầy thiên hạ. Trong khi thưa các vị, ba phẩm tính còn chưa đáng làm thầy người ta. Nhân cách của ông thầy tu chưa đáng. Trình độ học hiểu chánh pháp, trình độ học hiểu nhân gian, trải nghiệm đời sống thưa các vị cũng còn non kém so với những người Phật tử bên ngoài. Rồi cái trình độ đạo hạnh giải thoát năng lực trí tuệ thưa các vị thì nó vô cùng là thiếu thốn. Ấy vậy mà cứ nghĩ mình là thầy của thiên hạ, rồi ra đường thì hóng hách, cúng dường đi. Tại sao tới đây mà không cúng dường tiền thầy vậy? Rồi thưa các vị, chuyện này mình nghe rất nhiều nghe. Dở ra bao nhiêu cái gọi là bao nhiêu cái thủ thuật, bao nhiêu cái kế sách để làm tiền thiên hạ thưa các vị. Và cấm là Phật tử không được nói đụng tới, nói đụng là đòi địa ngục đó. Thưa các vị hình dung coi là một đời sống nó tràn đầy cái chi? Tràn đầy lừa dối nha. Tràn đầy lừa dối là một. Tràn đầy cái chi nữa? Tràn đầy phàm tục tập khí là hai nha. Nội tâm chứa phiền não là ba nha. Và kiêu ngạo hống hách, ngạo mạn là bốn thưa các vị. Tức là đây là một loại hành xử bây giờ nếu các vị về Việt Nam, các vị đi từ Đạo Bắc tới Nam, các vị gặp rất nhiều các thầy trẻ lâm vô tình trạng như vậy. Thế thì thưa các vị, một lối sống như thế này thì chuốc được một cái quà tặng đầu tiên, đó là chi? Đầu tiên đó là thưa các vị, Phật tử tín đồ đành rằng hết sức có niềm tin với Tam Bảo, nhưng gặp các thầy như thế thì họ gài xuống da, lui lại cho nhanh, không dám quay mặt lại, chạy lui thôi. Điều thứ hai thưa các vị,
cái tội nghiệp nhất là mình làm bôi đen mặt mày của tăng giới một vài người như thế, nhưng mà nó làm thành, thưa các vị, nó làm thành cả một cái nhìn đối với người cư gia Phật tử, đối với đạo Phật người ta không khởi tín tâm được. Điều thứ ba sâu hơn, thưa các vị, đó là mình nhận chìm giáo lý giác ngộ Đức Thế Tôn trong đống bùn đen ấy. Không có tạo được cái nhân duyên rất lành để cho người ta khởi phát Bồ Đề Tâm. Thế thì thưa các vị, quà tặng từ lối sống của anh hành xử, điều thứ nhất là nó thiệt thòi cho anh nghe. Điều thứ hai, nó thiệt thòi cho tổ chức của anh đứng trong bóng của cái tổ chức đó. Ví dụ như mình đứng trong bóng mát của một cái tổ chức, đó là cái xí nghiệp của mình đi. Mình hành xử như thế thì thưa các vị, người ta không nói đấy là nhân viên, mà ta nói là cái tổ chức, cái xí nghiệp đó là như vậy. Thế rồi nếu các vị đứng trong bóng mát của một văn hóa, một quốc gia, thì người ta nói là chi? Cái dân Việt Nam nó như vậy đó. Nó ra đường, nó rất ư là thiếu lịch sự. Nó ồn ào không chịu nổi. Bước lên phi cơ thì nó giành đi. Và lên phi cơ thì nó nói chuyện dường như đây là cái bãi chợ. Thế thì nó hạ nhục luôn một uy tín và văn hóa một quốc gia nghe. Thế rồi anh luyện đời sống, anh vô chùa anh tu thì làm chuyện chi? Thưa các vị, hủy diệt luôn cái truyền thống cao quý giác ngộ Đức Thế Tôn nó gầy dựng 26 thế kỷ trước ạ. Thế thì các vị hình dung rằng là đời sống này, cái cách hành xử của anh như thế nào thì cái món quà tặng của anh tặng cho trần gian như thế ấy. Ngoài cái món quà tự anh tặng cho trần gian, nó còn là món quà anh tặng cho gia đình của anh, cho đất nước của anh, cho tổ chức của anh, cho tôn giáo của anh, cho cái danh nghĩa anh mang giữa cuộc đời này ạ. Một con người có mặt giữa trần đời không phải là anh chịu trách nhiệm riêng cho anh, mà anh còn chịu trách nhiệm cho tổng thể nữa nghe. Tôi ví dụ, ngoài cái chuyện tôi vác xác tới đây để chia sẻ đôi điều kinh văn với các vị, khi các vị nói tới thầy Phước Tịnh thì các vị nói là thầy Phước Tịnh ở đâu? Tu viện Long Quyển. Và khi các vị có một cái chút kính trọng thương yêu thầy Phước Tịnh thì dĩ nhiên khi nghe nói ông thầy Lộc Quyển nào, các vị cũng thấy ồ, thầy Phước Tịnh ở chỗ chùa này đây, mấy ông thầy ở Lộc Quyển đó. Tự nhiên là trong tâm thức ta nó có cái chi, nó có ít nhiều cái sự thương yêu nể trọng đối với những vị thầy cùng một chỗ ở thầy Phước Tịnh, phải không? Còn nếu mà tôi hành xử cái kiểu rất là ngạo mạn kiêu kỳ, đầy sự phách lối và kiêu căng, rất là khó ưa, nói năng thì rất là trịch thượng, thế thì các vị gặp tôi các vị đã sợ chết khiếp. Rồi gặp ông thầy Lộc Quyển nào trẻ trẻ thì các vị chạy rất là xa nữa, tại vì ở cái ông già mà còn như vậy thì mấy ông trẻ đây sao chịu nổi, chạy trước cho chắc. Đây là cái điều cụ thể nghe. Cho nên thưa các vị, khi đi vào sự thực tập rồi, mình nhận chân được giá trị đời sống của mình thấy rằng là cái sự biểu lộ của mình, ngoài cái việc là mình chịu trách nhiệm với chính mình, ngay một đời này cao quý cũng không cao quý, mình còn chịu trách nhiệm cho sự liên đới rất là nhiều, và chịu trách nhiệm luôn nhiều đời trong tương lai. Tập khí anh một kiếp này không đổi, thì thưa các vị, anh mang nó đi vào để tái sinh trong nhiều kiếp và chìm trong cái tập khí xấu xa như vậy, tội nghiệp cho anh vô cùng. Thế là cái điều thứ tư, thưa các vị, mình muốn nói thêm một điều nữa, đó là con đường Bồ Tát Đạo nhé. Thứ nhất, cái con đường này là con đường vươn lên từ ngàn nẻo khó. Thứ hai, đó là tuệ quán. Thứ ba, có thể đi trong tử sinh. Thưa các vị, cái con đường Bồ Tát khác với con đường Thinh Văn ở chỗ, con đường Thinh Văn thì sao? Thưa các vị, sợ khổ nghe. Cái trọng tâm của con đường tu của Thinh Văn Đạo nó là làm thế nào dứt khổ cho tự thân tôi thôi. Thiên hạ khổ làm sao thì không quan trọng, tôi chạy cho nó chắc ăn. Con đường Bồ Tát thì con đường đầy trách nhiệm với ta, với người chung quanh nghe. Ta với người là một sự liên hệ chiều dọc và chiều ngang. Chiều dọc là chi?
Ngay sau ở loài người này anh thọ ơn của ngàn vạn người. Đó là chiều ngang, chiều dọc là chi? Thưa các vị, tổ tiên ta đã sống đời sống rất đẹp, rất lành cho nên không có bị nhiễm HIV, sinh ra bố ta cho tới ta, hình hài ta mới trọn vẹn như thế này, cho nên ta có trách nhiệm với thế hệ tương lai à. Người xưa đã giữ gìn được cái DNA của họ rất tốt để truyền đạt lại cho ta, thì ta phải có trách nhiệm với thế hệ tương lai, làm cho thế hệ tương lai khỏe mạnh, trưởng thành và sống hùng, chứ không có cái kiểu là sinh ra giữa cuộc đời rồi èo ọt khó nuôi, hoặc là tật bệnh, hoặc là khuyết tật, vân vân. Thế thì chiều ngang hay chiều dọc chia các vị là một con người bình thường giữa trần đời, các vị được nuôi bằng ngàn vạn sự thương yêu để trưởng thành, cho nên các vị có trách nhiệm đền đáp lại. Có một lần mình dẫn một câu của Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài nói đó. Ngài nói rằng là bạn hãy quan sát rằng lúc bé thơ cho tới khoảng trên 10 tuổi, bạn nhờ bao nhiêu sự thương yêu chăm sóc bạn. Bạn đâu có thể tự mình làm được mọi điều. Thế rồi, cái giai đoạn trưởng thành bạn có thể sống tự lập một mình mà không cần tới ai. Thế rồi, vào lúc tuổi già thì bạn rất cần những người xung quanh chăm sóc bạn. Đó là người trong bệnh viện, đó là người thân của ta. Cả một đời của bạn tính ra thì cái giai đoạn bạn có thể tự lập được không là bao nhiêu cả. Còn phần đầu cuộc đời, phần cuối cuộc đời, bạn đều nhờ những bàn tay nhân ái của bao người. Thế rồi bạn nghĩ rằng bạn sống giữa cái giai đoạn cuộc đời tự lập được, bạn không cần liên hệ với ai ư? Thế thì rất là ác độc, thiếu từ tâm, không có trách nhiệm với loài người nghe. Thế thì thưa các vị, cái tinh thần Bồ Tát Đạo nói thì nghe nó ghê gớm, nhưng mà đây là tinh thần nhân bản nhất, tình người nhất, bình thường nhất, chứ không phải cái chi mà cao siêu cả. Tôi thấy tôi có trách nhiệm với tất cả những người liên hệ với tôi là chuyện bình thường á. Tôi thấy tôi có trách nhiệm với bố mẹ tôi, với người sau tôi là chuyện bình thường á. Tôi thấy tôi có trách nhiệm bảo vệ hành tinh này là chuyện bình thường. Tôi thấy tôi có trách nhiệm mang những thức ăn cống hiến cho những người đang cơ nhỡ khó khăn, đang thiếu thốn, trong khi thức ăn tôi dư là chuyện rất bình thường, chứ không có cái gì mà ghê gớm trong cái công trình tu Bồ Tát Đạo cả. Rồi các vị ý thức được điều này, các vị mới thấy là cái con đường Bồ Tát Đạo này, khi ta đi vô rồi ta phải làm được một việc là làm được cái gì, cái khó trong những cái khó nghe. Nếu con đường tu tập mà không nhận được những cái khó nhận, làm được những cái khó làm, tu được những hạnh khó tu, nhịn được những điều khó nhịn, và bao dung được những kẻ khó bao dung, tha thứ được cho người không dễ tha thứ, thế thì các vị có phải là người tu đâu. Cho nên xin lưu ý rằng Đức Thế Tôn tuyên bố rằng nếu ta không nhận được những điều khó nhận, tu được những pháp khó tu và hành được những hạnh khó hành, thì ta không thể thành được Bồ Tát Đạo. Cũng như vậy thưa các vị, mình thương người dễ thương thì chuyện bình thường, ai chẳng làm được. Cho nên hãy thương người khó thương mới gọi là người biết tu. Tha thứ người biết xin lỗi mình là chuyện bình thường nhé. Cho nên tha thứ người không hề xin lỗi mới là chuyện quan trọng, mới là chuyện cần phải làm à. Và nếu không làm được điều này thì anh nói anh tu cái gì? Cái chuyện bình thường ai chẳng làm được. Ví dụ như người dễ thương ai chẳng thương được. Thương được những người không dễ thương mới là chuyện đáng nói. Thương những người mà họ đầy ác tâm trêu chọc mình mới là chuyện đáng nói. Tha thứ cho những người mà thiên hạ không thể tha thứ được mà mình phải tha thứ mới gọi là người đi vào con đường Bồ Tát Đạo là như vậy. Đây là ý thứ nhất nghe, vươn lên từ ngàn nẻo khó là như vậy. Ý thứ hai, thưa các vị, trên đời này nó có hai hướng. Ví dụ như đi thì có hướng đông và hướng tây, mặt trời thì có sáng và chiều. Suy nghĩ bất cứ điều gì trong tâm thức các vị nó đều có hai hướng. Một là hướng lành, hai là hướng dữ. Lành thì nuôi dưỡng được thiện tâm, thăng hoa được đời sống, làm cho anh càng ngày càng cao quý. Mà suy nghĩ về hướng dữ thì
càng ngày càng nhấn chìm đời anh, làm cho anh khốn đốn khó khăn và càng nhấn chìm anh vào ba cõi sáu đường. Thế thì hãy quan sát cặp song đối này để vận dụng nó vào cách hành xử. Khi có cách cư xử, khi có một suy nghĩ, khi có một câu nói, chúng ta đều quan sát thử coi mình đang chọn đi cái hướng nào nhé. Bằng không thì các vị nói rằng mình tu nhưng mà các vị đang chọn đi vào cái hướng rất là xấu ác, rất là tiêu cực. Các vị luôn nuôi dưỡng mình bằng ác pháp, thế thì rất là tội nghiệp, rất là sái, rất là trái với cái con đường Bồ Tát đạo. Con đường Bồ Tát đạo này, thưa các vị, đòi hỏi các vị phải đi lên từng ngày, nuôi mình từng ngày, làm trưởng thành thiện pháp trong tâm thức từng ngày, làm thăng hoa đời sống mình từng ngày. Và mình xin lặp lại hai hướng. Ta có quyền chọn chứ không có thần linh nào chọn cho ta. Và khi các vị chọn được, thế thì một hướng là một hướng đi vào nẻo tối tăm, làm cho đời sống mình càng ngày càng lũng xuống. Còn một hướng làm cho đời sống mình càng ngày càng thăng hoa. Có thể mình chọn cái hướng đi con đường Bồ Tát thì không thể làm giàu, không thể ứng cử tổng thống. Thế nhưng mà cái hướng này nó tặng cho các vị điều thứ nhất là mỗi ngày nhân cách mỗi cao quý, đời sống tâm linh mỗi ngày mỗi sáng, lòng các vị càng ngày càng độ lượng hơn, càng bao dung hơn, trái tim yêu thương của các vị càng ngày càng mở rộng cho tới chân trời. Thế thì thưa các vị, hãy vận dụng tuệ quán nhận diện cái cách hành xử của các vị, cách suy nghĩ của các vị và cách nói năng của các vị để định hướng cho đời mình. Bằng không thì có khi ta tu nhưng mà ta đang định hướng cái con đường càng ngày càng đi thấp xuống, nhân phẩm chúng ta càng ngày càng bị chà đạp. Chứ trong khi ta có khả năng vươn đến trời cao, làm cho mình càng ngày càng cao quý, nếu phát tâm đi trên con đường Bồ Tát đạo thì mình phải đủ năng lực trí tuệ quán chiếu về ba phần: một là hành xử, hai là nói năng, ba là nghĩ suy, để định hướng cho đời sống mình. Điều thứ ba, thưa các vị, đối với người phát tâm tu đi trên con đường Bồ Tát đạo, họ có thể làm chi? Có thể đi trong tử sinh ngay, có thể nhường hết những điều kiện tiện nghi cho người khác thọ dụng, mà mình thì thọ dụng một cách vô cùng khiêm tốn và thiệt thòi. Các vị ứng dụng cái điều này 1% trong đời sống gia đình của các vị, thế thì không có chuyện xô xát, không có chuyện bất hòa, không có chuyện chi nữa, không có chuyện đổ vỡ nghe. Thưa các vị, mình qua bên Úc có một đứa Phật tử còn trẻ lắm, nó nói thưa thầy, xin thầy bày cho con cái cách làm thế nào con tu trong gia đình của con cho nó yên hàng vô sự. Hỏi chứ anh tu mà sao không yên hàng được vậy? Nói thầy cứ hình dung rằng là con mà ngồi thiền, vợ con nó rình rình lúc con đi làm, nó giấu bộ đồ tôi cũng biết, muốn về ngồi tọa thiền tọa không xong thầy. Và mỗi lần con mà ngồi tu thì dường như là chỉ giống như là lửa đổ trên lưng vậy, vậy chỉ nhảy tưng tưng, chỉ rất là khó chịu. Mình nói chứ tại sao vậy, con tu con có gây cái phiền hận gì cho người bạn đời con không? Nó dạ không, chẳng qua là chỉ thấy con tu rồi điều thứ nhất là dường như là chỉ sợ mất, điều thứ hai là dường như con không còn thiết tha với cái chuyện làm ra của tiền nhiều, con không có chạy theo vật dục lợi danh nữa rồi. Chừng như gần chừng đó thôi là chỉ đã nổi tâm bành lục tạc rồi thưa thầy. Thì bày cho con cách nào con tu mà không có gây cái phản ứng nghịch như vậy. Mình nói ôi chuyện vô cùng đơn giản, con đừng tu. Nói thưa thầy, con đam mê tu cách kỳ lạ, thầy bài thế này thì không có được đâu. Nói không, thầy muốn nói cái điều đó rằng là con làm thế nào con tu mà vô tướng á, vợ con không biết con tu á, thì thành công. Con đừng nghĩ rằng là tọa thiền là duy nhất của chuyện tu nghe. Nếu bị lấy hết bồ đoàn tôi cũ thì thay vì tọa thiền, con nằm thiền đấy. Đắp mền, nằm thiêm thiếp trên giường ngủ, ai mà biết mình tu. Mà ngồi lắc lư trên sofa, ngồi nhắm mắt chơi vậy đó, lắc lư chơi, hoặc là mở nhạc cho bà con cả làng nghe, nhưng mà mình không nghe.
Mình an trú ngay nơi pháp hành để tu thì không có thần linh nào biết được mình tu đâu con. Cứ làm vậy đi. Quả mai thì con mới lấy được cái sự gai con mắt đối với người vợ con. Và người ta làm cái chi thì làm, nhưng mà con đừng có sinh phiền não, đó là điều quan trọng nha. Nó nắm áo, nó dây lưng, nó biểu mình làm chi, mình cứ cười cười, không trả lời, trả vốn gì cả. Và việc mình cứ làm. Tức là cái việc tu không hề bỏ, nhưng mà đối với trần gian này, thưa các vị, gió thì mình cứ xây thôi. Mình làm như mình chỉ chong chóng, mình cứ quay quay theo cái hướng gió nhất định. Người ta không ưa thế này thì mình không làm. Nhưng mà tu là việc xảy ra nơi tâm thức, chứ không phải chuyện xảy ra nơi hình hài. Không cứ gì phải ngồi xếp chân kiết già. Ngồi trên ghế tu không được à. Rồi nằm dài trên sofa tu không được à. Rồi thậm chí là nó bắt vô trên giường nằm thì nằm đắp mền thêm thiếp rồi tu không được à. Mắc gì đâu. Thưa các vị, không biết làm được hay không mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ rằng là thưa các vị, điều thứ nhất là nếu các vị ứng dụng được một phần rằng là hãy nhường những cái tiện nghi cho người kia. Thưa các vị, giữa cuộc đời này ai cũng là con người, họ đều có cái phần tâm thức rất là lành nằm ẩn sâu, chứ không phải là người ta mất nhân tính nghe. Cho nên có một lúc nào đó tự nhiên cái người mà họ chống đối mình, họ sẽ quay lại, họ sẽ nể phục, họ sẽ theo sự tu tập của mình thôi. Có điều lâu hay mau tùy vào cái năng lực của các vị, khả năng tu các vị, khả năng của tu của mình mà nó giàu có, và nó làm thành một vùng ánh sáng, tức là cái tâm độ lượng bao dung của các vị mà lớn thì nó có thể thay đổi được người kia, tùy vào mức độ tâm thức của các vị để có thể thay đổi được đối tượng thôi. Và cái sự chống trái thì thưa các vị, nó tạo thành một phản ứng càng ngày càng gay gắt. Nhưng mà không chống trái cái kiểu tùy thuận như vậy thì các vị mới có thể nhiếp phục được người. Cho nên ý thứ ba, thưa các vị, Bồ Tát phát nguyện đi trong dị loại độ sinh ạ. Nó không có hàm nghĩa rằng là tôi phải đầu thai làm bò, làm heo, làm chó gì cả. Đi trong dị loại nghĩa là đi vào, tùy thuận vào tâm thức của những loại chúng sinh. Nó dữ dằn, nó hung tợn, nó nhỏ nhoi, nó ti tiện, nó khó chịu, nó khó ưa. Ta có thể chấp nhận được mọi thứ và hành xử bằng cái đại lượng tâm của những vị tu Bồ Tát để lần lần chuyển hóa đó. Và xin lặp lại, cái nhân tính của họ có chứ không phải không, không phải không nha. Tại vì họ mang một hình hài của người, thế thì chắc chắn là cái phần tâm thức người họ nó đủ chuẩn mực để làm con người á. Có điều là cái cơ hội để họ nở hoa tâm thức thì nó còn chậm hơn chúng ta. Chúng ta do vì nghiệp lành đã đầy thì nó khác. Người kia thì nghiệp lành rất ít, rất mong manh. Nhưng mà nếu kiên trì thì có thể khơi động được tâm thức người kia để họ thay đổi. Bồ Tát còn phát nguyện đi trong địa ngục để cứu sinh. Còn chúng ta thì chưa đến nỗi ô địa ngục mà. Chịu đựng một chút khó khăn thì có gì ghê gớm đâu. Chịu đựng người hàng xóm thì rất khó khăn, nhưng mà cái người bên cạnh mình thì chịu đựng được chứ mắc gì đâu. Mình đã từng thương chết thương sống người ta, bây giờ có chút khó khăn đó mắc gì chạy trốn. Thưa các vị, khi hiểu điều này rồi thì các vị đi vào con đường hành Bồ Tát đạo không phải khó. Chuyển hóa người không khó nha. Chuyển được mình, chuyển được người. Cuối cùng có một cái kết luận nó đang ba ý thôi. Ý thứ nhất là mỗi một cái động thái của thân tâm các vị nên quan sát và tác ý nghe, để chuyển hướng đó. Thân tâm và ngữ ngôn của chúng ta, tức là ba phần nghiệp này, nó vừa nhúc nhích, tức là những cái động thái của thân, các vị sửa soạn có hành động chi đó, chuẩn bị nói một câu gì đó, hoặc là suy nghĩ một điều gì đó, thì các vị hãy quan sát đó, rồi tác ý về cái hướng của Bồ Tát hạnh, tác ý về cái hướng thiện lành, tác ý về cái hướng độ lượng, hướng bao dung, hướng tha thứ, hướng yêu thương. Đừng để cho nó phát sinh là phê bình, phán xét, hoặc là nói xấu, hoặc là bươi móc, hoặc là chỉ trích, vân vân. Thưa các vị,
Tác ý về cái nẻo lành thiện này thì nó mang cái món quà đó là nó làm cho tâm thức các vị càng ngày càng rộng lượng hơn, bao dung hơn. Nó càng làm cho cái phẩm chất đời sống mình càng ngày càng cao lên. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, kiên trì thực tập. Thưa các vị, là cái tập khí của chúng ta, ví dụ như tập khí ác. Tập khí mở miệng thì phê bình phán xét, nó chẳng qua là do vì ta quân tập nó rất là lâu đời, cho nên nó trở thành cái nhân cách như vậy. Bây giờ mình tu có nghĩa là mình kiên trì làm lại một nhân cách mới thôi. Nhân cách mới. Bằng cái cách là khi nói năng thì không phê bình, không phán xét. Hay nói những lời yêu thương, nói những lời hòa ái. Nói những lời có thể liên kết được với người chứ không phải là gây khổ đau, phiền giận hoặc là chia cách người. Mình phải thực tập cái điều này. Và cái sự kiên trì của mình lâu dần thì nó làm thành cái nhân cách của mình như vậy. Và nhân cách như vậy thì nó làm thành cái phẩm chất cao quý giữa cuộc đời này. Rồi từ cái phẩm chất cao quý của những người có tu tập như vậy, thành tựu được thánh hạnh, chứng nghiệm giải thoát. Tóm lại, quả giác ngộ cũng từ cái điều này nhé, từ cái sự kiên trì thực tập thôi. Quả thánh cũng từ kiên trì thực tập. Ngay cái chuyện gần nhất là để học hành cho thành tựu được một người có trình độ trí tuệ nhất định thì cũng từ cái sự kiên trì này mà thành tựu. Chưa có cái món quà gì là của hời, không có tiền cả, tức là mọi thứ đều có giá của nó nghe. Thế thì cái sự kiên trì này rất là cần thiết để các vị đẩy đời sống các vị lên cao. Ý thứ ba, mình muốn thưa đó là cái sự thành tựu của người tu hiện tiền. Thưa các vị, là cái pháp hành này làm cho người tu chúng ta thành tựu được cái món quà ngay hiện tiền, ai cũng nhận ra được. Đó là thành tựu hai phẩm tính, một là bi và hai là trí. Hai là trí. Đi vào một pháp hành của Bồ Tát Đạo thì nó đều có phẩm tính này. Và tùy vào cái sự biểu hiện của đời sống, ví dụ như cái nền của chúng ta là bi và trí thì khi biểu hiện ra đời sống thì chúng ta có một ngôn ngữ hòa ái, chúng ta có một cái cử chỉ lịch sự không có gây tổn thương, là chúng ta có được cái tâm rất là lành, có được cái sự trong sáng nhất định, lòng ta nó tràn đầy hỷ lạc chứ không có phê bình, không phán xét, không chứa chấp phiền não khổ đau hờn nhẫn bất an. Và cái thành tựu hiện tiền đó là nếu thực tập vào những pháp hành này, thưa các vị, thì cuộc đời của các vị tự nhiên nó thành tựu được cái nhân phẩm cao quý giữa cuộc đời. Con người thì như nhau, ăn mặc như nhau, màu da sắc tóc như nhau, nhưng mà nội dung tâm thức của mình như thế nào đó thì nó trở thành người đáng quý giữa cuộc đời hay là đáng coi thường giữa cuộc đời nhé. Có những người lãnh đạo quốc gia, thưa các vị, đi đến bất cứ đâu người ta đều quý trọng. Không phải là gì ông làm tổng thống một đất nước lớn, mà do vì nhân cách của ông. Có những người, thưa các vị, quyền uy cũng nghiêng một góc trời, thế nhưng mà ở trong nước thì họ cũng chửi, ra ngoài nước thì họ cũng chửi. Rồi nếu, thưa các vị, sử sách còn ghi lại thì có khi mất 100 năm sau, thế hệ hậu nhân nó còn bươi thêm nhiều cái chuyện vụng về của mình, nó chửi tới đời ông, đời bà của mình nữa. Thế thì nhân cách ta nó làm thành sự cao quý cũng không cao quý nghe. Cao quý ngay hiện đời, rồi trong lai rất, rất là xa. Đó là ba điều trong cái kết luận của bài học này. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.